Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Tiếp tục trong video hôm nay, Thành muốn giới thiệu anh chị và các bạn là cái cách xem tôm như thế nào và chọn tôm như thế nào cho nó hiệu quả sau khi bà con nuôi tôm chúng ta ra công ty giống, nhờ chủ công ty cũng giống như là kỹ thuật vô nuôi. Thì hiện tại Thành đang ở tại cái khu nuôi số 2 và thuộc tổ 2 của công ty đang sản xuất. Và sau đây Thành sẽ giới thiệu đến quý chị và các bạn là cái cách xem tôm, chọn tôm như thế nào nó sẽ hiệu quả. Thì bà con thông thường ra thì nhìn trong trại giống có một cái vợt ngắn và một cái ca. Chúng ta nhìn trước là nhìn nước, thứ hai nữa là vớt tôm lên xem. Thì sau khi bà con xem như vậy thì nó cũng chưa có độ chính xác cho lắm. Thì Thành sẽ chỉ hướng dẫn và cách xem tôm sau khi bà con ra ở trại giống như thế nào. Thì bà con biết được con tôm thẻ là nó sống với cái môi trường nó ăn bẩn nhưng mà nó ở sạch, và nó sống ở môi trường là nó nằm lơ lửng ở giữa cái hồ nuôi. Thì bà con lấy một cái vợt đứt nhẹ từ ở vách hồ qua tới cái giữa hồ thì nó sẽ có một cái lượng bốt rất là nhiều. Chúng ta dùng cái ca. Thì trong cái trại giống bà con vô nhìn tổng quan về cái trại giống, cái cách người ta họ sản xuất, người ta họ sạch như thế nào. Thông thường là mỗi cái vợt và mỗi cái ca, mỗi cái hồ riêng biệt khác nhau, nhằm để tránh đi về cái mầm bệnh từ hồ này nó sang hồ khác. Sau khi chúng ta múc lên là bà con lắc cho tôm nó xuống dưới đấy, xong là lỗ bớt ra. Rồi sau đó bà con dùng một cái tô màu trắng và nước sạch. Cái nước này là nước hoàn toàn sạch. Thì thông số môi trường nó sẽ tương ứng với cái hồ nuôi này. Chúng ta đổ tôm vô. Thì trong trại giống lúc nào cũng đỡ cái cây đo độ mặn hết. Sau khi bà con đổ cái tôm vào trong cái tô trắng này thì bà con nhìn rất là rõ về cái kích thước và màu sắc tôm và cái tốc độ phản xạ của tôm như thế nào. Sau khi đổ vô thì tầm một vài phút thì tôm nó sẽ lội lên hết, và bà con chỉ cần một cái ngón tay sờ vào là cái tốc độ của tôm nó phản xạ. Và cái cách thứ hai, sau khi mình đổ vô xong mình dùng một cái ca, một cái ly màu trắng múc tôm vào. Thì trong cái ly màu trắng này bà con múc tôm vô và rọi ngang, mình nhìn ngang và có một cái đèn chiếu xuống. Trong trại giống có một cái đèn bà con mình úp lên cái ly. Thì trong lúc này bà con sẽ nhìn rõ, thứ nhất nè, cái gan tôm này, thứ hai là đường ruột tôm này, thứ ba là cái môi trường nước phân tôm. Thường là những cái hồ nó bị nấm thì nó có những cái lợn cận ở trong nước rất là nhiều. Thì trong lúc này là bà con nhìn thấy được là tôm nó có ánh sáng, nó sẽ bơi lội lên, tốc độ nó bơi rất là nhanh. Mình nhìn được cái kích thước con tôm nữa. Thì cái cách xem tôm này bà con sẽ nhận định được cái sức đề kháng và sự phản xạ của con tôm. Thứ hai, và cái độ đồng điều của tôm nó rất là quan trọng. Thì chính vì vậy là hôm nay nhân dịp Thành đi vào cái khu nuôi để mà kiểm về cái chất lượng tôm để ngày mai xúc cho bà con, luôn tiện Thành sẽ hướng dẫn cho bà con sau này có ra công ty giống để xem tôm thì dùng những cái cách xem tôm này, bà con sẽ chọn những mẻ tôm tốt nhất để mà về nuôi trong vùng nuôi của bà con chúng ta, nó sẽ hiệu quả hơn. Giờ bà con sẽ thấy tôm ở trong tô và trong ca nó bơi rất là điều đẹp. Còn bà con mà coi bằng cách ở trong ca, cái màu xanh này nó chẳng qua là cái này chúng ta đỡ coi cái lượng tôm hàng ngày, kỹ thuật nó xem thôi. Nhưng mà xem tôm đỡ mà kỹ hơn á, thì Thành dùng cái biện pháp này chọn những mẻ giống tốt nhất để mà phục vụ cho quý bà con nuôi chúng ta. Đây là cái công ty, thì khu này là tổng cộng 100 hồ, 100 hồ nuôi thì Thành phân tổ ra đỡ mà sản xuất. Mỗi tổ như vậy là nó kiểm soát được 50 hồ. Tôm đưa vô trong tô trắng mình coi rất là rõ nha quý anh chị và các bạn. Rồi, qua cái video này Thành cũng muốn gửi lời đến tất cả quý anh chị và các bạn trong thời gian qua cũng đã tin dùng cùng đồng hành với công ty sử dụng cái sản phẩm thuốc cũng giống như là con giống của TOS. Một lần nữa Thành xin gửi lời chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc, đặc biệt với bà con nuôi tôm chúng ta luôn luôn thành công trong mùa.
Xin chân thành và hẹn với anh chị và các bạn những video tiếp theo.